Đây là điều gì đó. Đây là một bài mà Kang sáng tác đầu năm 2015. Bài này được phối khí bởi một người bạn của mình tên là Nguyễn Đức Hải Phong. Hôm nay sẽ song ca bài này với Thắng lần đầu tiên. Rồi, chúng tôi đã sẵn sàng rồi. Xin mời các bạn. Xin mời mọi người cùng lắng nghe điều gì đó. Nếu bây giờ ta nhìn vào sâu mắt nhau và nói hết ra bao điều ta muốn nói lâu nay chẳng lo lắng, thì xin đừng rơi trái tim, vì em biết rằng giữa ta đã có một điều gì đó từ lúc vòng tay nhẹ ôm rơi mưa. Từng ngày em đi trong niềm nhớ, ôi khoảnh khắc đã qua và là một giấc mơ, và giấc mơ như là thơ. La 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 la, có tiếng anh cười, giọng âm âm, sao âm âm. Sâu mắt nhau và nói hết ra bao điều ta muốn nói lâu nay chẳng lo lắng, thì xin đừng rơi trái tim, vì em biết rằng giữa ta đã có một điều gì đó từ lúc vòng tay nhẹ ôm rơi mưa. Từng ngày em đi trong niềm nhớ, khoảnh khắc đã qua bên em một giấc mơ, và giấc mơ như là thơ. La 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 la, có tiếng anh cười, giọng ấm áp, sao ấm áp. Sao